cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salesian Đông Bosco với các tin sau. Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của thầy Joan so K9 tại Ba Lan, Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma, Ý mở rộng mạng lưới hợp tác. Ba Lan Trường dành cho các sinh động viên Salesian năm 2022. Các giúp lễ của tỉnh dòng Warsaw so đến thăm Vadoko gặp gỡ che bè trên miền Roman Jesse Mawik. Ba Lan, 40 trẻ em Ukraine tại trại hè nguyện xá Salesian ở Warsaw. So. Sự trợ giúp của các Salesian cho những người tị nạn Ukraine ở Cộng Hòa Séc. Đào luyện cộng tác viên đợt 2 tại trung tâm Đông Bosco, Ca Long. Chương trình trại hè liên xứ cùng nhau nên thắng chuyên chức phó tế và linh mục cho một số hội viên Salesian Việt Nam truyền giáo muôn dân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tin chi tiết. Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của thầy Gioan K9 tại Ba Lan. Và 11 giờ 30 phút theo giờ Ba Lan, ngày 26 tháng 6 năm 2022, tại cộng thể thần học Salesian Don Bosco ở Ba Lan, thầy Gioan K9 đã tuyên khấn trọn đời trong một thánh lễ đặc biệt. Thầy K9 là nhà truyền giáo ở Ukraine và đang học thành học ở Ba Lan. Thánh lễ được chủ sự bởi cha giám tỉnh, đồng tế còn có quý cha người Ba Lan đang làm việc tại Ukraine, quý cha trong cộng thể thành học và các cha đặc trách mục vụ giới trẻ thuộc các cộng thể khác nhau. Thánh lễ có phần đặc biệt bởi có sự tham gia của những nhóm khác nhau, trong đó có khoảng 150 bạn trẻ thuộc nhóm sinh động viên đến từ khắp các cộng thể của tỉnh dòng Salesian Krakow. Gần 20 giáo viên của trường học Salesian tại Zitomir, Ukraine. Một số người Ukraine quen biết thầy K9 và những người Ukraine đang lưu trú tại cộng thể. Ngoài ra có cộng đoàn công giáo Việt Nam tại thành phố Krakow. Trong bài giảng, cha giám tỉnh đã nhấn mạnh đến việc từ bỏ để ra đi theo Đức Kitô từ bỏ gia đình bạn bè và tương lai để ra đi theo tiếng gọi của Đức Kitô. Nhưng Thiên Chúa có lời hứa của Ngài rằng chính Ngài sẽ ban cho có anh chị em, gia đình gấp bội. Ngài nhắn nhủ thầy ca chính, bất cứ nhà xa lê riêng nào con được sai đến cũng là gia đình mới, bất cứ ai con được sai đến cũng là anh chị em mới. Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma, Ý mở rộng mạng lưới hợp tác. Sáng kiến hợp tác quốc tế liên đại học được thực hiện thành công bởi Đại học Giáo hoàng Salesian UPS ở Roma, được tiếp tục và được làm phong phú thêm bởi một thỏa thuận đào tạo quan trọng mới. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, UPS đã ký một thỏa thuận khung với Liberia University Maria SS Assunta của Roma, Lumsa, hướng tới việc chia sẻ các dự án nghiên cứu, các con đường giáo dục và thúc đẩy tính linh động của sinh viên hơn một tháng trước khi ký kế kết thỏa thuận này. Vào ngày 18 tháng 5, Úc đã ký một thỏa thuận khung khác với Đại học châu Âu Roma EBU. Để phát triển các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung của cả hai bên, nhằm thực hiện các dự án và sáng kiến được chia sẻ. Cũng trong trường hợp đó, một biên bản ghi nhớ quan trọng vì nó hỗ trợ hợp tác rộng rãi về cấp độ hoạt động giáo dục mà một cách cụ thể sẽ chuyển thành khả thể. Ví dụ, cho sinh viên của hai trường đại học tham gia các khóa giảng dạy cá nhân được mở tại UPS hoặc EBU để tham gia các kỳ thi liên quan và nhận được sự công nhận lẫn nhau về các tiến trị giáo dục, tất nhiên nếu phù hợp với lộ trình giáo dục tại chỗ. Hơn nữa, các hệ thống đại học liên quan đến các thỏa thuận này, UPS, LUMSA và EBU, tất cả đều hoàn toàn tuân theo quy trình Bologna của khu vực giáo dục Đại học châu Âu, EHEA. Vì vậy, cam kết được đưa ra cũng được thực hiện bởi mong muốn đóng góp vào sự phát triển của các mối quan hệ giữa các mạng lưới các trường đại học ý với các trường đại học của chính phủ và không thuộc chính phủ và mạng lưới của các trường đại học thuộc công giáo với các trường đại học giáo hoàng. Ba Lan, trường dành cho các sinh động viên Celestine năm 2022. Từ ngày 25 đến 30 tháng 6, gần 200 bạn trẻ đến từ các điểm hiện diện Salesian khác nhau ở tỉnh dòng Rocklau đã tham gia trường dành cho các sinh động viên Salesian. Trong 15 năm, trường này đã chuẩn bị cho những người trẻ đảm nhận vai trò của các nhà giáo dục trong các hoạt động với trẻ em tại các nguyện xá Salesian. Toàn bộ quá trình huấn luyện được chia thành 4 cấp độ và kinh nghiệm mà một người có thể nhận được sau khi được đào luyện như vậy xứng đáng được đánh giá cao. Sau đại dịch, số lượng ứng cử viên cho cấp độ đầu tiên đạt kỷ lục 88 trong năm nay được chia thành 5 nhóm. Cấp độ đầu tiên bao gồm các hoạt động đào tạo cá nhân, điều hướng phương tiện truyền thông và các hoạt động giải trí, bao gồm thể thao, trò chơi và các buổi tối vui chơi. Đó là một giai đoạn rất căng thẳng, có tới 6 giờ học mỗi ngày, bên cạnh việc đào tạo các sinh động viên Trường dành cho các sinh động viên Salesian rất chú trọng vào việc đào luyện linh đạo và làm sâu so sắc thêm mối tương quan với Chúa. Cha Bawel Figura SDB là người đồng hành thiêng liêng trong khóa học, ngài chủ tọa các thánh lễ và giảng lễ. Trong suốt khóa học, có rất nhiều niềm vui chung trong bầu không khí vui vẻ của người Salesian, sự hòa nhập, nhảy múa, tiếng cười và những ý tưởng mới. Trong thời gian tới, nhiều người trong số những người trẻ này sẽ có cơ hội tự tạo ra bầu không khí tương tự tại các sự kiện địa phương khác nhau và trong các kỳ nghỉ. Nhiều người trong số họ sẽ gặp lại nhau ở Scamble Corner trong sự kiện Nonstop Bosco. Các giúp lễ của tỉnh dòng Waxhaw so đến thăm Vandoco gặp gỡ che bề trên miền Roman Giacimo Wicks từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, 65 em đại diện các chúc lễ từ các cộng đoàn của tỉnh dòng Salesian Warsaw đã đến thăm các địa điểm của Đông Bosco. Khi đến công cuộc Valle Croatia do chính Đông Bosco thành lập, họ đã trải qua những khoảng thời gian đào luyện, hòa nhập và tham quan. Một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất là chuyến viếng thăm Van với lời cầu nguyện trước bộ Đông Bosco và cuộc gặp gỡ với cha Roman Jerzy trên miền Trung và Bắc Âu. Ba Lan, 40 trẻ em Ukraine tại trại hè Nguyễn Xá Salesian ở Warsaw -so. Trại hè 2022 bắt đầu tại Nguyễn Xá Salesian ở Warsaw -so vào thứ Sáu ngày 1 tháng 7. Trong 2 tuần, khoảng 40 trẻ em Ukraine sẽ tham gia vào nhiều hoạt động thể thao, giã ngoại và trò chơi. Ngày đầu tiên được tổ chức tại Hồ Bơi, 4 trại hè kéo dài 2 tuần. Mỗi trại hè được lên kế hoạch trong suốt mùa hè tại Nguyễn Xá Salesian ở Warsaw. Các hoạt động của các xe lê cho những người tị nạn Ukraine tại Cộng hòa Séc. Các tu sĩ xe lê và cộng tác viên của họ ở Jeké Budrejoviche, Cộng hòa Séc đang chuẩn bị ba trại hè cho những người tị nạn trẻ, người Ukraine. Sau những trải nghiệm cực kỳ đau đớn của họ trong 4 tháng qua, đây không phải là điều xa xỉ mà là điều cần thiết mỗi trại hè sẽ kéo dài một tuần từ thứ hai đến thứ sáu và sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mỗi trải nghiệm sẽ có sự tham gia của một nhóm khoảng 15 người, càng đồng nhất về độ tuổi càng tốt, để các hoạt động của mỗi trại sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Bằng cách này, sẽ có thể mang lại thời gian giải trí và phát triển nhân bản cho tất cả trẻ vị thanh niên người Ukraine được nhận vào công cuộc xe lê của thành phố. Ở Cheke Budetrovice, trẻ em Ukraine được chia thành hai nhóm theo độ tuổi, trong nhiều tháng nay, các em đã được cung cấp lớp học mầm non cho những trẻ em nhỏ hơn và các lớp học không chính thức cho những em lớn hơn. Các môn sở thích, các câu lạc bộ và các chương trình giải trí cũng luôn sẵn sàng dành cho các em. Trong khi một khóa học tiếng Séc đã được sắp xếp cho các bà mẹ của các em nhằm đảm bảo tính độc lập cao hơn và khả năng tìm việc làm ở quốc gia này. Một xe lê dương trong cộng đoàn nói, điều mà mọi người đánh giá cao nhất là cảm giác tự do, cảm giác được tôn trọng và chào đón được yêu thương và chăm sóc. Họ rất vui khi gặp một người nói tiếng Ukraine và tiếng Nga ở đây. Những người tị nạn Ukraine muốn nói về chiến tranh. Họ đang tìm kiếm những người sẽ lắng nghe kinh nghiệm của họ và hiểu họ. Họ muốn nhớ và nói về quê hương của họ, gia đình của họ. Ở Sake có những người đến từ Bucha và Mariupol. Hai thành phố từng là hiện trường của những cuộc đụng độ và thảm sát khủng khiếp một số người nhớ lại một cách sống động việc liên tục tìm kiếm nơi trú ẩn và chạy trốn khỏi các cuộc thảm sát khi họ thấy có nguy cơ. một số người kể về thời điểm và một trong những nơi trú ẩn bị tấn công và 30 người chết cùng một lúc. bất chấp mọi thứ, chia sẻ những kỷ niệm, thậm chí là những kỷ niệm vui vẻ trước chiến tranh, giúp họ giảm căng thẳng, thư giãn và bình thường hơn. đào luyện cộng tác viên đợt 2 tại trung tâm Đông Bosco Ca Long. Vào thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022, tại trung tâm Tĩnh Tâm Đông Bosco Ca Long, hội đồng tỉnh cộng tác viên Salesian Việt Nam tổ chức buổi đào luyện đợt 2 cho các anh chị em cộng tác viên và các ứng sinh cộng tác viên Salesian. Tham gia đợt đào luyện này có gần 60 anh chị em thuộc 3 trung tâm: Mẹ phù hộ tại Đà Lạt, Alexandria tại Đức Trọng và Vexilia tại Bảo Lộc thành phần tham dự ngày đào luyện và đồng hành với các cộng tác viên có sư huynh Martino Bùi Văn Luật, cố vấn tỉnh, đặc trách gia đình Salesian, ủy viên SDB của tỉnh hội cộng tác viên Salesian Việt Nam, cha An Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc cộng thể Đông Bosco Tân Hà, ủy viên trung tâm Vexilia Bảo Lộc, cha Du Nguyễn Chấn Hưng, giám đốc cộng thể Đông Bosco Đức Huy, ủy viên SDB trung tâm Đa Minh Savio Đức Huy phía hội đồng tỉnh có anh đa minh vũ quang ninh điều phối tỉnh hội anh roco lê hữu phước phó điều phối tỉnh hội chị maria nguyễn thị huyền châu quản trị tỉnh hội chị maria vũ thị nguyệt phụng vụ tỉnh hội đặc biệt có chị anna hoàng thị định điều phối trung tâm truyền tin tại thủ đức cùng tham dự để học hỏi chuẩn bị cho đợt 3 đào luyện tại trung tâm cha du xe nguyễn chấn hưng là thuyết trình viên Ngài giúp những người tham dự tìm hiểu nội dung cuốn kế hoạch đời sống tông đồ cộng tác viên Salesian. Anh chị em cộng tác viên được chia thành 3 nhóm để thảo luận. Hầu hết anh chị em đều thấy việc đào luyện thường niên là rất cần thiết đối với các cộng tác viên. Nhiều người đề nghị mỗi năm có hai lần tập trung đào luyện. Điều này sẽ mang lại nhiều ơn ích cho các cộng tác viên, giúp anh chị em xác tín mạnh mẽ ơn gọi và sứ mạng của mình là yêu thương phục vụ giới trẻ. chương trình trại hè liên xứ cùng nhau nên thắng. Hòa trong không khí sinh động của mùa hè năm 2022, trong hai ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 7, giáo sứ Đông Bosco Ba Thôn đã đăng cai tổ chức chương trình trại hè liên xứ lần thứ hai tại Hồ Cốc Vũng Tàu. Đối tượng tham dự trại hè là các bạn thuộc các lớp giáo lý vào đời của các giáo sứ Ba Thôn, Tân Thịnh, Hóc Môn và Tân Cang, với số lượng khoảng 150 em, được chia làm 10 đội thi đua. Trại trưởng là cha chánh sứ giáo sứ Ba Thôn, du xe Vũ Duy Bảo, SDB. Trại phó là cha du xe Nguyễn Ngọc Toạn, SDB, giáo sứ Tân Cang. Với môi trường bãi biển thuận lợi về nhiều mặt, cùng với sự tổ chức chu đáo của ban tổ chức, các em đã có những ngày vui chơi và du lưu thật ý nghĩa và đáng nhớ. Những tư tưởng giáo dục được lồng ghép vào các trò chơi và những bài huấn từ của quý cha đã khắc ghi trong các em những bài học quý giá để hoàn thiện nhân cách của mình. Trong dịp này, vào chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 7, các em cũng có dịp ghé thăm trường trung cấp kỹ thuật công nghệ Đông Bosco Phước Lộc. Nơi đây, các em được tham dự thánh lễ và tổ chức chương trình phát thưởng cho các đội. Chuyên chức phó tế và linh mục cho một số hội viên Salesian Việt Nam truyền giáo muôn dân. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022, tại giáo sứ Thánh Gioan Bosco, cộng thể Salesian Đông Bosco Đài Bắc, thầy Gioan Nguyễn Quốc Tuyển và thầy Du Xe Trần Thiên Phúc sẽ được truyền chức phó tế trong thánh lễ được cử hành bởi Đức Tổng Giám mục Tô Ma Trung An Du thuộc giáo phận Đài Bắc, Đài Loan. Và vào ngày 6 tháng 8 năm 2022, lễ Chúa hiện dung, thầy phó tế Phêrô Nguyễn Hoài Văn sẽ được ban tác vụ linh mục tại thánh đường Đức Mẹ phụ hộ các giáo hữu tại Boroko, Bosmos Bay, Papua New Guinea. Đức giám mục Petro Pacero SDB sẽ chủ sự thánh lễ và truyền chức linh mục cho thầy. Chúng ta cùng hướng tới ngày hồng ân của các thầy và cầu nguyện cho các thầy luôn trung thành với ơn gọi Salesian và ơn gọi truyền giáo trong muôn dân xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng xe Đông Bosco Việt Nam SDB vn hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á Châu Đại Dương Bosco link hoặc website thông tin của tu hội Salzigen inFrance org xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Salzigen tuần sau